Hello cả nhà, chào mừng cả nhà đến với khu vườn ban công 5 mét vuông của mình nhé. Thời tiết quê mình bây giờ vẫn là mùa xuân cả nhà, tiết trời rất ủng hộ cho việc trồng cây, chăm sóc cây của những người nông dân cả nhà ơi. Mình bình thường công việc của mình là dạy học, đấy nhưng mà về nhà thì mình lại trở thành một cô nông dân, rất thích và đam mê trồng rau hoa cả nhà ơi. Trước đây mình có cả hoa nữa cả nhà, nhưng mà bây giờ mình chuyển dần sang rau. Rau thì vừa được làm cảnh cả nhà nhá, lại vừa được ăn nữa. Đấy, cả nhà thấy nó có tiện lợi không? Thì hôm nay mình lên ban công muốn chia sẻ với cả nhà về cái thu hoạch cải hoa hồng. Lần đầu tiên mình trồng và thu hoạch được cải hoa hồng cả nhà, nên muốn chia sẻ với cả nhà. Đấy, mình sẽ thu hoạch và chăm sóc nó cả nhà nhá. Sau thu hoạch đây mình bê hẳn cái chậu cải hoa hồng xuống này để thu hoạch cho nó tiện cả nhà. Trên ban đặt trên cái tường hoa ban công ấy thì không chỗ có chỗ để máy quay ấy, cho nên chia sẻ với cả nhà nó khó. Yêu chưa cả nhà ơi, wow, mình mê cái cải này lắm. Và bây giờ đã trồng thành công cả nhà, gieo nó thì rất là dễ, giống như những các loại cải khác thôi cả nhà ơi. Với cải hoa hồng này thì mình thu hoạch từng cái lá ở phía dưới cả nhà nhé. Đây, đây cả nhà. Đấy, mình tỉa lá để mình ăn. Đấy, sau đó là những cái mầm búp non ấy, nó lại vươn lá cho mình thu hoạch tiếp cả nhà ơi. Wow, đã lắm. Wow, nó giòn cả nhà. Sau này thì mình mỗi một cái chậu bịch túi ni lông này ấy, thì mình sẽ kê ở dưới một cái đặt lên trên nó, đặt ở dưới nó chứ cả nhà, một cái chậu nho nhỏ cả nhà. Đấy, bởi vì cái thời tiết quê mình ấy nó chuẩn bị vào hè rồi cả nhà ơi. Đấy, cho nên là cây rất là chóng bị khô do mặt trời hút nhanh nước. Đấy, trên cái nền của cái đất, nền chậu. Đấy, trong chậu, cho nên là mình sẽ bố trí là ở dưới mỗi một cái bịch chậu túi ni lông này thì mình sẽ kê một cái chậu nho nhỏ cả nhà. Đấy, để khi mà mình tưới nước ấy thì nó còn giữ nước ở ở trong chậu ấy. Đấy, để rễ cây khi mà nó ăn sâu xuống dưới thì nó hút lại cái nước đấy cả nhà ơi. Wow, một cây này cả nhà ơi. Một cây thu hoạch đây cả nhà. Chưa hết, mình muốn thu hoạch nữa. Thu hoạch để cái mầm non ở giữa ấy, nó lại tiếp tục đâm lên cái cả nhà. Vậy thôi cả nhà nhá. Wow. Cả nhà thấy chưa? Đã chưa? Đáng nhẽ còn thu hoạch được nữa nhưng mà thôi, mình để lại để cho cây có lá quang hợp. Đấy. Giúp cho cây phát triển được tốt cả nhà. Đây là chậu thứ hai nhá. Mình mang xuống đây để thu hoạch cho nó dễ cả nhà ạ. Non ơi là non cả nhà. Thu hoạch nó giòn cái tay. Nghe âm thanh nó kêu tanh tách ấy. Niềm vui và hạnh phúc lớn nhất của người nông dân là cái thành quả cả nhà. Đấy, thành quả gieo trồng và đến lúc thu hoạch thì cảm thấy rất là vui sướng, hạnh phúc cả nhà. Chăm những cái cây rau này á, như là chăm con thơ ấy cả nhà, chăm chút cho nó, từng ly từng tí thì nó sẽ cho thành quả thôi cả nhà ơi. Cây thứ hai này nó cho mình thu hoạch đây cả nhà. Wow. Chỗ này còn có hai cây bé hơn một chút nhưng mà mình sẽ phải thu hoạch cả nhà. Càng thu hoạch càng tỉa lá dưới thì lá mầm nó càng có cơ hội để đâm lên nhá. Còn những cây này bé bé thì mình tí nữa mình chỉ tỉa gốc ấy, tỉa gốc ở dưới thôi. Đây, mình sẽ để máy quay ngay tại đây, thu hoạch ngay trên ban công cả nhà, ngay trên cái tường hoa ban công cả nhà nhé, không bê xuống dưới nữa.
bê đi bê lại. Wow. Đây này, cái lá sát gốc của nó này. Đáng nhẽ những cái lá này mình phải tỉa sớm đi rồi, bỏ đi cả nhà. Cây cối thì thường thiên quay về cái hướng ánh sáng mặt trời ấy, ánh sáng nhiều ấy. Thế là mình trồng ấy thì những cái cây này thường nó hướng quay ra mặt ngoài ban công để nó phát triển cả nhà nhé. Đây 4 cây cải hoa hồng đây mình thu hoạch được bằng này cả nhà, nấu được nồi canh rồi. Hai vợ chồng với lại ông con trai cả nhà. Còn mấy cây này thì mình sẽ tỉa cái lá già ở chân gốc cả nhà nhá. Tí nữa mình sẽ tỉa, không chia sẻ với cả nhà nữa. Đây nữa này, đấy. Thì cả nhà ơi, thì đối với những cái loại cây trồng ấy thì sau khi cho thành quả cho mình thu hoạch rồi thì cả nhà nhớ chăm sóc nó cả nhà nhé. Thì với cây cải hoa hồng này thì sau khi mình thu hoạch thì mình tiến hành xới nhẹ cái gốc nó lên cả nhà, xới nhẹ cái đất ấy. Đấy, mình xới nhẹ lên, mình thấy này rễ nó ăn lên cả trên cái mặt đất này luôn đấy cả nhà. Nó tốt mà cả nhà, đất của mình cơ bản rất là tơi xốp cả nhà. Đấy, mình xới nó lên với cái những cái chậu nhỏ mini này này thì mình nên có những cái dụng cụ làm vườn cũng mini như thế này cả nhà nhé, để tránh ảnh hưởng nhiều đến cây. Thì đây là cái loại phân hữu cơ ấy, hoàn toàn từ phân hữu toàn toàn từ cái hữu cơ, cái thành phẩm là hữu cơ cả nhà. Đấy thì mình cái này là mình không phải tự ủ đâu, rất có nhiều loại phân mình tự ủ nhưng mà đây là mình mua ở ngoài hàng ấy cả nhà, mua ở cái hàng phân bón ấy, thuốc trừ sâu ấy. Đấy thì một bao 10 kg này thì mình mua với giá là 35.000 cả nhà nhé. Mình sẽ bón bổ sung đa dạng cái các loại phân ấy cho cây trồng của mình ấy để cho nó đủ cái dinh dưỡng cả nhà. Thì lúc thì mình bón nước ngâm ủ rác nhà bếp, lúc thì này mình lại bổ sung cái phân đạm cá, những cái loại rau cho ăn lá này này nó rất ưa cái phân đạm cá cả nhà nhé. Cái dạng phân này ấy, nó không sót cây lắm đâu cả nhà, cho nên là mình cũng không cho theo một cái tỷ lệ nào mà mình ướm ý cả nhà. Sau đó là mình đảo đều cái lượng phân này vào trong đất cả nhà. Rồi cuối cùng thì mình đi tưới cho nó một miếng nước cả nhà nhé. Đấy, để cái phân này nó ngấm dần vào đất cả nhà ơi. Khi tưới nước ấy thì mình cố gắng tưới nhẹ nhẹ cả nhà ơi, để tránh cái nước ấy
nó vào cái chỗ thân cây, mà cái chỗ mà mình vừa vừa mới thu hoạch ấy, cái vết xước của cái thân cây mình vừa thu hoạch ấy. Nếu nước nó vào đấy thì nó sẽ dẫn đến là có thể là gây thối thân đấy cả nhà. Đấy, mình cứ tưới xa xa ở ngoài đã, cho mai cái vết thương ở thân nó lành lại, cái vết xước mà mình vừa thu hoạch ấy nó lành lại thì bắt đầu là mình mới tưới lên cả 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 cái lá và thân cây cũng được cả nhà nhé, thân rau cũng được. Đó là lý do vì sao mà hôm nay mình không bón cái phân hữu cơ dạng nước đấy, mà mình bón cái phân hữu cơ là dạng bột như thế này đấy, để nó trộn lẫn vào đất để dễ nó cái hút dinh dưỡng ở trong đất đấy cả nhà. Để rồi mai kia là cái thân ấy nó lành cái vết thương, thân cây cải hoa hồng này nó lành cái vết thương ấy ở thân ấy mà mình vừa thu hoạch, mình vừa tước nó đi ý. Đấy thì mình sẽ tiến hành là bón cái phân đạm cá và tưới cả lá cả nhà nhá. Riêng cái phân đạm cá là rất tốt cho lá của các loại rau. Đấy cho nên là mình tưới lên cả lá rồi nó ngấm xuống gốc xuống đất bao nhiêu thì ngấm. Đấy, thì lá nó sẽ hấp thụ cái phân đạm cá này cả nhà nhá. Thì hôm nay mình chia sẻ với cả nhà về thu hoạch cải hoa hồng lứa đầu tiên, lần đầu tiên của mình. Niềm vui, niềm đam mê cuộc sống cả nhà. Niềm đam mê của cô nông dân làm vườn cả nhà. Còn bây giờ thì cùng mình đi thăm một chút về những cái cây ở trên ban công 5 mét vuông của mình nhé. Đây là cây húng này. Đấy, húng này mà ăn với lại lòng là một này. Thứ hai là ăn với lại bánh đa vào buổi sáng mình thả vào thì wow, rất là tuyệt cả nhà. Đây, cây cà chua của mình đang đơm hoa rồi. Đấy, hy vọng nó sẽ cho ra trái cả nhà nhá. Mình đã làm giàn cho nó bữa trước thì có ba cây cà chua đều ra hoa hết cả nhà. Đấy. Còn đây là cây dưa chuột cả nhà ơi, nó leo đến tận đây rồi. Và đã có quả cả nhà nhá. Đây, cả nhà nhìn thấy không? Wow. Có mấy cây hoa được rồi, bây giờ mới có bông cái này. À, rau muống hột cũng bắt đầu cho thu hoạch. Bữa trước mình thu hoạch được một mớ ở cái chậu thông minh. Phía đầu kia cả nhà. Ở đây cây này là bị chết hết, mình bổ sung mãi mới được như thế này. Còn đây là cái cây gì cả nhà có biết không? Tự nhiên mình lại quên mất tên của nó ấy. Cái cây này ấy mà ăn với lại cái rau muống luộc ấy, hay rau muống xào ấy, ba cháy luôn cả nhà ơi. Tí nữa nhớ thì mình chia sẻ lại với cả nhà nhé. Đây, một cái chậu rau muống hột nữa cả nhà. Lại thêm một cây nữa nhá, cây rau thơm. Đây, bữa trước mình đã thu hoạch được một bữa rau muống hột ở cái thùng thông minh này cả nhà. Sau đó là mình bổ sung cái phân hữu cơ ấy, dạng bột này này, mình mua ở hàng cho nó. Chả mấy chốc nó cho mình ăn lứa tiếp theo đâu cả nhà. Nên là chậu rau muống hột nữa, bữa trước mình gieo á, nó lên 100% luôn. Nó lên rất là đẹp nhưng mà không hiểu sao này này. Cả nhà này, đấy, tự nhiên này này. Là nó cứ đứt rễ, đứt, đứt, đứt cái thân gốc ấy. Đấy, là nó chết như thế này thôi, còn lại rất là ít. Mình sẽ lại ngâm hạt và bổ sung sau cả nhà nhé. Mấy cây cải thìa tím bữa nào nó còn bé xíu 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 đấy, nhờ đôi bàn tay chăm sóc của mình này. Đấy, bữa nay nó lên tới 2, 4, 6 lá mầm rồi. Còn đây xuất hiện một cái cây cần tây, tự nhiên nó mọc hạt và nó ra cây thôi cả nhà. Hành lá mình mua cây ở ngoài chợ về xong rồi mình ăn lá. Đấy, còn thân và gốc thì mình dâm xuống. Bây giờ nó bắt đầu đã đâm tim rồi đây cả nhà này. Đấy, vài cái tim nho nhỏ đã đâm lên rồi đây cả nhà. Hai cái cây cải bắp tím này này, nâu cho thu hoạch quá cả nhà ơi. Nhưng mà cứ kệ, thích thì cứ trồng thôi, đam mê mà. Đây, dâu tây rất tốt cả nhà nhá. Bữa nào mình sẽ chia sẻ về việc chăm sóc cái dâu tây này cho cả nhà cùng theo dõi. Mấy em cải hoa hồng này tí nữa là mình sẽ bổ sung phân đấy và tưới nước cho nó cả nhà. Đây, mấy cây bí ngô đây mình sẽ trồng ké vào đây, sau đó cho nó vươn ra phía cái ngoài ngoài kia kìa. Đấy, phía ngoài kia cả nhà, và nó bò trên cái tấm tôn che cái mái hiên trước của nhà mình. À, rau dền cả nhà ơi, dền khoang cả nhà. Còn đây là một cái thùng thông minh mình mới gieo cái hạt 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 rau muống ấy cả nhà. Đây này, nó bắt đầu nảy mầm đây rồi cả nhà ơi. Đấy, nó bắt đầu lên rồi đấy, lác đác nó lên rồi thì kìa. Còn đây là hành. Hành bữa trước mình mua thân ở chợ về đấy. Đấy, mua cái hành lá ở chợ về mình ăn xong rồi mình cắm xuống đây. Bữa nay đẹp chưa cả nhà? Đấy,
Còn cái này là hôm qua đi chợ. Thế là mình xin người ta được một cây. Đấy, sau đó là về mình ăn những cái lá bánh tẻ. Còn lại là cái lá mầm non này là mình để lại đây cả nhà. Mình dâm xuống cả khóm luôn. Đây là cả chip cả nhà. Mình định đánh ra nhưng mà mình thấy là vạch ra thì mình thấy là cái thân của nó đã lông ngông rồi. Thì có khi cứ để nó mọc lên thành bụi như thế này. Xong là mình cắt cả cây nho nhỏ để ăn thôi, cây non để ăn thôi cả nhà. Một cây cải hoa hồng nữa. À bây giờ mình đã nhớ rồi, cái cây này là cây kinh giới cả nhà. Kinh giới mà ăn với rau muống ấy cả nhà, luộc hay xào rất là tuyệt vời. Đây phía tường hoa mé đông này này, đấy là cây cải bẹ màu gà này. Rồi rau dền cả nhà ơi, cải bẹ màu gà nữa này, và lại rau dền cả nhà. Cứ như thế mình trồng đấy, thu hoạch liên tục, cứ hết thì lại có rau kế tiếp cả nhà, cứ thế mà thu hoạch thôi. Thì sớm hôm nay lên khu vườn ban công 5m2 chia sẻ với cả nhà vậy thôi nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong một video lần sau. Nếu yêu thích thì nhớ bấm like, đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình với nhé. Bye bye cả nhà. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà trong một video tiếp theo.